Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày 22 tháng 10 năm 2020 có những nội dung chính như sau. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thăm và kiểm tra công tác ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Bình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 99 để cho ý kiến về công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Chấn chỉnh các trường hợp đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 22 tháng 10, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Bình về công tác ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ và công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 8. Dự buổi làm việc về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ dân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo nhanh về công tác ứng phó khắc phục hậu quả do mưa lũ. Theo đó, mưa lớn từ ngày 16 đến 20 tháng 10 đã làm trên 109.000 ngôi nhà bị ngập, hiện tại còn hơn 31.000 ngôi nhà vẫn còn bị ngập lụt. Các địa phương đã tiến hành di dời trên 32.000 hộ dân, hiện đã có hơn 14.600 hộ quay trở về nhà sau di dời. Mưa lũ đã làm 8 người chết, bị thương 44 người, 183 thôn bản bị chia cắt, hơn 1,1 km đê kè bị sạt lở, trên 8,6 km đường giao thông địa phương bị hư hỏng. Hiện nay, Quảng Bình đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Tỉnh đã nhanh chóng tổ chức các đoàn cứu trợ khẩn cấp cho các địa phương. Đồng thời, nhiều tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã cùng tham gia ủng hộ cứu trợ bà con vùng lũ. Về công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 8, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đang phải chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, nhưng tỉnh Quảng Bình đã triển khai một cách quyết liệt, cụ thể. Tỉnh đang chỉ đạo các địa phương ra soát nhà cửa, các hộ dân để chủ động di dời đến nơi an toàn. Tiếp tục ra soát các khu dân cư có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn. Chỉ đạo neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn, gia cố nhà cửa, trụ sở trường học, cắt tỉa cành cây. Tại buổi làm việc, Quảng Bình kiến nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh 2.500 tấn gạo, lương thực thực phẩm, giống cây trồng, vật nuôi, vaccine phòng bệnh, hóa chất sát trùng, vật tư y tế, sách vở, đồ dùng giảng dạy cho giáo viên, học sinh. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chia sẻ trước những khó khăn mất mát của người dân vùng lũ Quảng Bình, đồng thời đánh giá cao công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương, lực lượng vũ trang và người dân trong việc kịp thời khẩn trương ứng phó với mưa lũ lịch sử theo phương châm 4 tại chỗ, đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người do mưa lũ. Công tác cứu hộ cũng đã được tỉnh Quảng Bình triển khai khẩn trương. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, đây là đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại hết sức nặng nề. Vì vậy, Quảng Bình phải có phương án để cứu trợ người dân vùng ngập lụt, không để ai bị đói rét, thiếu lương thực thực phẩm, thuốc men điều trị. Đồng thời xác định những thứ người dân cần nhất để tổ chức cứu trợ. Tăng cường tuyên truyền người dân hạn chế đi lại, không được vớt củi, đánh bắt cá ở những vùng còn ngập sâu. Cần có phương án phục hồi sản xuất, vệ sinh môi trường để sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Chú ý vấn đề sạt lở đất ở vùng núi, sớm khôi phục tạm thời các tuyến đường bị sạt lở hư hỏng. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng đề nghị Quảng Bình cần triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm không để xảy ra dịch bệnh, nhất là dịch bệnh trên người và trên đàn vật nuôi. Về công tác phòng chống bão số 8, Quảng Bình cần xác định các vùng xung yếu có kịch bản để kịp thời ứng phó trước diễn biến của bão. Trước đó, trong sáng nay 22 tháng 10, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã đi kiểm tra công tác phòng chống khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Lệ Thủy. Cùng đi về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ dân sự tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã báo cáo với đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về những thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng như công tác khắc phục. Tuy nhiên, hiện nay nhiều địa phương gặp nhiều khó khăn như lương thực thực phẩm, khôi phục sản xuất, xử lý môi trường. Vì vậy, Quảng Bình mong muốn chính phủ, các bộ ngành, lực lượng vũ trang hỗ trợ các địa phương trên địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả, giúp dân ổn định cuộc sống. Riêng tại huyện Lệ Thủy, tính đến ngày 22 tháng 10, vẫn còn 1.000 hộ dân đang bị ngập do lũ.
Hiện tại huyện đã thành lập 2 điểm cứu trợ. Chính quyền địa phương, cả cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục nỗ lực để vận chuyển hàng cứu trợ về cho nhân dân. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường khẳng định, đây là đợt mưa lũ lịch sử. Tuy vậy, chính quyền cả địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc kịp thời quyết liệt, nhờ vậy đã giảm thiểu được tối đa thiệt hại về tính mạng của nhân dân. Cùng với đó, nhân dân cả nước cũng đã nhanh chóng chung tay với đồng bào miền Trung, trong đó có Lệ Thủy, để người dân không bị thiếu đói. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng lưu ý, huyện Lệ Thủy cần tập trung lực lượng cứu trợ, không để dân thiếu ăn, thiếu nước uống, nhanh chóng có kế hoạch khắc phục, giúp dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, đồng thời khẩn trương chuẩn bị các biện pháp ứng phó với cơn bão số 8 đang diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, cần tập trung đánh giá thiệt hại về cơ sở hạ tầng, giao thông thủy lợi để sớm có biện pháp khắc phục. Chiều nay ngày 22 tháng 10, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đến thăm và trao quà hỗ trợ cho chính quyền và người dân của vùng lũ huyện Lệ Thủy. Cùng đi có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình. Sau khi nghe lãnh đạo huyện Lệ Thủy báo cáo về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chia sẻ với những khó khăn mà chính quyền và người dân huyện Lệ Thủy đang gặp phải. Đồng thời lưu ý, địa phương cần ra soát kiểm tra các công trình bị hư hỏng do mưa lũ để kịp thời khắc phục. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ hỗ trợ tối đa cho huyện Lệ Thủy nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn. Dịp này, đồng chí Nguyễn Chí Dũng đã trao tặng số tiền 200 triệu đồng hỗ trợ chính quyền và người dân huyện Lệ Thủy khắc phục những hậu quả do mưa lũ gây ra. Cùng nhân chuyến công tác, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng đã đến thăm và trao một số nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân xã An Thủy, huyện Lệ Thủy bị ảnh hưởng do mưa lũ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 22 tháng 10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị lần thứ 99 để cho ý kiến về công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, chủ trương về trích ngân sách hỗ trợ người dân sau mưa lũ và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, đơn vị trong tỉnh. Tại Quảng Bình, mưa lũ kéo dài trong những ngày qua đã khiến cho hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ngập lụt, nhiều thôn bản bị chia cắt, mực nước tại cảng sông lên nhanh, có nơi vượt mức báo động 3. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thời gian qua, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ trên trường tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị địa phương triển khai công tác ứng phó với tình hình mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ. Trong đó, việc đảm bảo tính mạng con người được đặt lên hàng đầu. Các lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương trong việc tổ chức di dời một số hộ dân ở những vùng có nguy cơ cao bị lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men để hỗ trợ người dân ở những vùng bị chia cắt, vùng sâu vùng xa. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã tổ chức các đoàn đi cứu trợ cho người dân hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, đồng thời lên phương án hỗ trợ cho chính quyền và người dân tại các địa phương khác trên địa bàn toàn tỉnh. Với phương châm nước rút đến đâu, tập trung khắc phục hậu quả đến đó, hiện nay chính quyền các địa phương và người dân đang tích cực tổng dọn vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước sinh hoạt, phòng chống dịch bệnh, sửa chữa các trường học và đồ dùng học tập bị hư hỏng để sớm đón học sinh quay trở lại trường. Các ngành đơn vị trong tỉnh cũng đã huy động tối đa lực lượng để khắc phục nhanh các sự cố về giao thông, điện và hệ thống thông tin liên lạc. Kết luận nội dung này, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cả cấp các ngành, các địa phương trong tỉnh cần tiếp tục huy động tối đa lực lượng để thực hiện công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ. Trong đó, cần phải đảm bảo hệ thống giao thông và thông tin liên lạc thông suốt, tích cực xử lý môi trường sau lũ, làm tốt công tác cứu hộ cứu nạn tại các địa bàn vẫn đang bị ngập lụt. Về công tác cứu trợ, trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh trích từ ngân sách tỉnh để hỗ trợ tiền mặt cho các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ của các ngành, đơn vị địa phương và các lực lượng chức năng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý toàn tỉnh cần triển khai nhanh các biện pháp để ứng phó với cơn bão số 8. Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến về các nội dung liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng nay ngày 22 tháng 10, đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn,
kiêm phòng thủ dân sự tỉnh đã trực tiếp trao và chỉ đạo công tác phân phối lương thực thực phẩm của Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ cho huyện Minh Hóa, huyện Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch và huyện Bố Trạch. Để kịp thời động viên góp phần giúp các địa phương khắc phục khó khăn sau lũ, đồng chí Trần Phong đã trao hỗ trợ cho huyện Minh Hóa 1.200 thùng mì tôm, 500 thùng sữa, 500 thùng nước uống. Tại huyện Tuyên Hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ 1.200 thùng mì tôm, 500 thùng sữa, 500 thùng nước uống. Huyện Quảng Trạch 1.200 thùng mì tôm, 800 thùng sữa, 500 thùng nước. Thị xã Ba Đồn 1.200 thùng mì tôm, 600 thùng sữa, 500 thùng nước uống. Huyện Bố Trạch 2.000 thùng mì tôm, 1.000 thùng nước và 1.500 thùng sữa. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của chính quyền, nhân dân và các lực lượng cứu hộ của các địa phương trong việc chủ động các biện pháp ứng phó với bão lũ. Đồng chí đề nghị sau lũ, các địa phương cần ra soát lại các hộ dân còn bị ngập để có phương án hỗ trợ kịp thời lương thực thực phẩm nước uống. Đồng thời, các địa phương cần tập trung làm tốt công tác khắc phục sau lũ, trong đó quan tâm đến vấn đề xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường, chuẩn bị đầy đủ vật tư thuốc men để cấp cho bà con nhân dân để phòng các dịch bệnh có thể xảy ra sau lũ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương lên các phương án để sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 8. Tiếp tục kiểm tra ra soát các địa điểm, khu vực dân cư có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán, di dời người dân, cán bộ chiến sĩ, nhân viên, người lao động đến nơi an toàn. Chỉ đạo các xã thị trấn gia cố nhà cửa, trụ sở trường học để đảm bảo an toàn tính mạng về con người và tài sản. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa có công điện số 17 ngày 22 tháng 10 năm 2020 về việc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình điện Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ dân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 22 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km và có khả năng mạnh thêm. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Đến 10 giờ ngày 25 tháng 10, vị trí bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9. Trong hai đợt mưa lũ liên tiếp, đặc biệt đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 10, đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn toàn tỉnh. Các trụ sở, cơ quan nhà nước, nhà cửa của người dân, cây cối ngâm trong nước đã lâu, nhất là trên địa bàn huyện Lệ Thủy, huyện Quảng Ninh, nguy cơ cao, sụt lún, gãy đổ khi có tác động của gió bão. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại về người, tài sản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ dân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị triển khai ngay một số nhiệm vụ sau. 1. Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo diễn biến của bão số 8 để triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. 2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung công điện số 12 CDUBND ngày 13 tháng 10 năm 2020, số 13 CDUBND ngày 13 tháng 10 năm 2020, số 16 CDUBND ngày 21 tháng 10 năm 2020 và công văn số 1836 UBNDKT ngày 9 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 3. Đối với khu vực trên sông trên biển, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã ven biển quản lý chặt chẽ, không cho tàu thuyền ra khơi cho đến khi bão tan, không còn cảnh báo rủi ro thiên tai theo dự báo cảnh báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn, nhất là ở các vùng cửa sông cửa biển, di dời, gia cố và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, giảm thiệt hại đối với lồng bè nuôi trồng thủy hải sản, vận động tổ chức di dời người dân trên các chòi canh nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền vào đất liền trước khi bão đổ bộ. 4. Đối với đất liền, đối với khu vực ven biển, đồng bằng và đô thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo khẩn trương rà soát các khu vực đang bị ngập lụt sâu, các hộ riêng lẻ, nhà yếu không đảm bảo an toàn để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, gia cố các địa điểm sơ tán tập trung đảm bảo an toàn trong gió bão, hướng dẫn người dân gia cố trang trọng nhà cửa, chỉ đạo triển khai các biện pháp gia cố bảo vệ trường học, cơ sở y tế, các tháp cao, khu kinh tế,
khu du lịch, khu công nghiệp, nhà máy chuyên nghiệp, kho tàng, chặt tỉa cành cây, các biển quảng cáo để đảm bảo an toàn, triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản đối với các hoạt động du lịch cửa sông, ven biển, triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều theo cấp báo động, nhất là đối với các tuyến đê biển bị sự cố đang thi công. Đối với khu vực miền núi Trung Du, tiếp tục kiểm tra rà soát các địa điểm khu dân cư có nguy cơ bị lũ quét sạt lở đất, chủ động di dời sơ tán người dân, cán bộ chiến sĩ, người lao động đến nơi an toàn. Kiểm soát, cảnh báo hướng dẫn giao thông tại khu vực nước ngập sâu, chảy xiết để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người dân. Vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập, hồ chứa nước, nhất là đối với các đập, hồ chứa nước sung yếu, chủ động trữ trữ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt kéo dài do mưa lũ, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. 5. Một số nhiệm vụ cụ thể. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn vùng hạ du, kiểm tra phương án thông tin cảnh báo, phương án sơ tán dân vùng hạ du trong tình hình thiên tai còn diễn biến phức tạp, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công xây dựng mới và sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa vừa, nhỏ và hồ chứa sung yếu, nhất là hồ Cây Gạo, huyện Bố Trạch, hồ Già Lam, huyện Lệ Thủy, hồ Trộm, hồ Bốm, huyện Quảng Ninh. Sở Giao thông Vận tải bố trí lực lượng, vật tư, thiết bị khắc phục các địa điểm sạt lở, sớm đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến giao thông chính. Sở Công Thương, Điện lực Quảng Bình theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo kiểm tra, có phương án bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện, các hồ thủy điện trên địa bàn, bảo đảm đủ lương thực, thực phẩm dự trữ phục vụ nhân dân khi có yêu cầu, đặc biệt là những khu vực có khả năng bị chia cắt, vùng sâu vùng xa có đồng bào dân tộc sinh sống. Sở Y tế chủ động chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở và hướng dẫn các địa phương triển khai phương án phòng chống dịch bệnh sau thiên tai. Sở Du lịch kiểm tra chỉ đạo các đơn vị địa phương có phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tổ chức bố trí các lực lượng cố định và di động trực tại những khu vực mưa lũ để kịp thời xử lý, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo kiểm tra việc triển khai các phương án bảo vệ đảm bảo môi trường trước, trong và sau mưa lũ. Đài khí tượng thủy văn Quảng Bình tiếp tục theo dõi diễn biến của cơn bão số 8, dự báo và cung cấp thông tin cho lãnh đạo tỉnh để chỉ đạo và phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình và các phương tiện thông tin đại chúng khác để thông tin kịp thời diễn biến của bão, mưa, lũ để nhân dân biết, chủ động phòng tránh. Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình thường xuyên cập nhật về diễn biến của bão và mưa lũ, tăng cường thời lượng phát sóng, truyền tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để cung cấp cho chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết, chủ động phòng tránh và ứng phó. Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ trên sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh khẩn trương thực hiện. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Trần Phong đã ký hết nội dung công điện. Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ. Chấn chỉnh các trường hợp đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, nhằm kịp thời động viên bà con nhân dân vượt qua khó khăn do lũ lụt gây ra. Từ nguồn ngân sách, huyện Quảng Trạch đã hỗ trợ bắt đầu cho người dân các xã Quảng Thanh, Quảng Lưu, Cảnh Hóa và Phù Hóa 2.000 thùng mì tôm, 2.000 gói lương khô và gần 1.000 chai nước uống, giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt. Đến thời điểm ngày 22 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Trạch đã tiếp nhận 30 đoàn cứu trợ gồm các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong cả nước hướng về vùng lũ huyện Quảng Trạch với tổng trị giá nguồn hàng cứu trợ gần 2 tỷ đồng. Sáng ngày 22 tháng 10, lãnh đạo huyện Minh Hóa đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại các trường học trên địa bàn. Hiện xã Trọng Hóa, một số điểm trường đã xuất hiện hiện tượng nứt lún ở xung quanh sân, có thể gây nguy hiểm cho giáo viên và học sinh. Lãnh đạo huyện Minh Hóa đã chỉ đạo ban giám hiệu nhà trường làm hàng rào và đặt biển báo tại vị trí nứt lún, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đánh giá và lên phương án khắc phục sự cố. Tại xã Tân Hóa và xã Minh Hóa, ngay sau khi nước lũ rút, các giáo viên, học sinh và lực lượng đoàn viên thanh niên đã được huy động để tiến hành vệ sinh trường lớp. Huyện Quảng Ninh cũng đã tổ chức lực lượng ra quân tổng dọn vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng sau khi nước lũ rút. Hiện nay nước lũ trên địa bàn huyện Quảng Ninh cơ bản đã rút, nhiều tuyến đường giao thông đã đi lại được. Tuy nhiên một số thôn vẫn bị cô lập như thôn Hữu Tân, xã Tân Ninh, thôn Trúc Ly, xã Võ Ninh, thôn Đồng Tư, xã Hiền Ninh,
và một số cụm dân cư ven sông ở xã Duy Ninh, Hàm Ninh. Cùng với việc tiếp tục công tác cứu trợ lương thực thực phẩm nước uống cho người dân những vùng còn ngập nước, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức tổng dọn vệ sinh, phun hóa chất tiêu độc khử trùng. Sở Y tế Quảng Bình vừa thành lập các đoàn đi khảo sát công tác phòng chống lụt bão tại trung tâm y tế các huyện, thành phố, thị xã. Theo thống kê ban đầu, hơn 50 trạm y tế trên địa bàn toàn tỉnh bị ngập sâu, một số trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn của các đơn vị bị hư hỏng. Qua khảo sát, Sở Y tế Quảng Bình yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh phát sinh sau lũ, hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, xả động vật. Ngoài ra, các đơn vị y tế cũng tăng cường hoạt động khử khuẩn nguồn nước, phối hợp chặt chẽ giữa các tuyến trong công tác khám chữa bệnh cho người dân. Trước mắt, Sở Y tế Quảng Bình đã trao hơn 20 cơ sở thuốc, hóa chất phòng chống lụt bão cho các trung tâm y tế các huyện, thành phố, thị xã. Trong hôm nay, thời tiết tại nhiều địa phương ở Quảng Bình khô ráo, không mưa, nước lũ đang rút nhanh, nhiều tuyến đường đã thông tuyến trở lại. Tuy nhiên, vẫn còn hàng nghìn hộ dân tại các vùng trọng điểm đang bị nước lũ cô lập. Hiện cả đơn vị lực lượng vũ trang đang tiếp tục huy động toàn lực lượng nỗ lực hỗ trợ người dân vùng lũ. Ngay từ sáng sớm, thời tiết khá thuận lợi cho công tác cứu trợ nhân dân tại các vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Các lực lượng cứu hộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục sử dụng tối đa lực lượng cùng nhiều phương tiện như cano, xuồng máy để tiếp tế lương thực, nước uống cho người dân ở những địa bàn khó khăn nhất. Khi đến cơ động đến vị trí thì chúng tôi liên hệ với bà con nhân dân, đưa các cái tàu nhỏ ra để và liên hệ với bà con chính quyền địa phương ở cái khu phố đó để có cấp phát đồng bộ trên các hướng, tránh cái tình trạng là ở bộ phận ít, bộ phận nhiều. Và có những cái địa hình mà chúng tôi có thể vào sâu được thì chúng tôi tắt máy, chống chuông để vào tiếp cận với bà con để đảm bảo cho bà con là cái lương thực thực phẩm thiết yếu trước mắt. Để đảm bảo đưa hàng cứu trợ đến các địa điểm xa khó khăn, các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, ra soát và cử những đồng chí lái xuồng thông thạo địa bàn. Tuy nước đã rút nhưng vẫn ở mức cao, thêm nhiều chướng ngại vật còn ẩn khuất nên công tác bảo đảm an toàn vẫn được các lực lượng đặt lên hàng đầu. Để đảm bảo phân chia hàng hóa đúng người, đúng đối tượng, không để sót, để lọt người đói, người nghèo, ngay cả ở các địa bàn xa xôi nhất. Các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, ra soát, thống kê số hộ gia đình và lượng người cần hỗ trợ. Hàng được tập kết về các đầu mối có sự quản lý điều phối của các lực lượng chức năng, sau đó được đưa lên phương tiện của các đơn vị quân đội vận chuyển đến các gia đình. Lực lượng vũ trang thì nói năm nay là tiếp cận rất là nhanh, phối hợp với các chính quyền thôn để là phân chia trợ cấp cho nhân dân rất là đều. Ở đây thì nói chung là những nhà ngập ưu tiên những nhà ngập trước và những nhà mà có điều kiện thì sẽ cấp sau. Cho nên cái này thì rất đông đều, những dân tin từ hiện nay không có ai đang gì bên dưới cả. Nếu không có lực lượng vũ trang thì chắc là nhân dân cũng rất là đoà luôn, chúng có thể là chủ đoàn luôn. Cũng trong ngày 22 tháng 10, tại các huyện như Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch, Quảng Ninh, thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới, tranh thủ thời tiết thuận lợi, cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương khẩn trương tiến hành công tác khắc phục hậu quả lũ lụt. Tối qua 21 tháng 10, tuyến đường sắt Bắc Nam qua Quảng Bình đã thông tuyến. Theo đó, chiều Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh sẽ chạy các đoàn tàu mang số hiệu SE1, SE3, SE7 xuất phát tại ga Hà Nội. Chiều thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội chạy các đoàn tàu SE2, SE4, SE8 xuất phát tại ga Sài Gòn. Trước đó, sau mưa lũ, nhiều đoạn đường sắt qua Quảng Bình bị ngập sâu sạt lở. Ngay sau khi lũ rút, Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình đã huy động trên 300 công nhân và phương tiện, thiết bị tập trung khắc phục các điểm sạt lở khu vực Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy. Đội quản lý đường sắt 4 của chúng tôi là cán bộ công nhân viên đa số là công nhân người ở Lệ Thủy, Quảng Bình ở đây. Trong cái đợt lũ vừa rồi thì là cán bộ công nhân viên là bây giờ gia đình là ngập lụt. Có gia đình là bây giờ là đã ngập nước đến 4 mét. Nhưng mà với tinh thần như thế nhưng mà chúng tôi vẫn tập trung toàn bộ nhân lực để cứu chữa. Thì trong cái thời gian vừa rồi thì là đã cứu chữa ngày 20 vừa rồi đã thông tàu, chạy tàu 10 km/h. Và hiện tại bây giờ là chúng tôi vẫn tiếp tục tập tức dồn hết cái nguồn lực ấy làm ngày làm đêm và quyết tâm là phải thông tàu sớm nhất và trả tốc độ phu gian sớm nhất có thể. Cùng với việc chạy lại bình thường các đoàn tàu trên tuyến đường sắt Bắc Nam,
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng nhận trợ miễn phí hàng cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt. Trước hậu quả nặng nề của trận mưa lũ lịch sử vừa qua, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, các cấp hội, tổ chức đoàn thể, cơ quan đơn vị địa phương trong và ngoài tỉnh đã chung tay hỗ trợ, động viên người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn. Chiều ngày 22 tháng 10, đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thứ trưởng Lê Minh Ngân làm trưởng đoàn đã đến thăm và hỗ trợ bà con vùng lũ Quảng Bình. Tham dự có đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chia sẻ về những khó khăn của đồng bào vùng lũ Quảng Bình, dịp này đồng chí Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trao 1,3 tỷ đồng ủng hộ cho nhân dân cả địa phương bị ảnh hưởng do mưa lũ. Trong đợt này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã tổ chức tiếp nhận cứu trợ từ các bộ ngành trung ương, các địa phương, đơn vị và nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Với tổng trị giá tiền và hàng ủng hộ và đăng ký ủng hộ từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10 là hơn 41 tỷ đồng từ 58 đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Trung Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cũng đã tổ chức 3 đợt cứu trợ cho đồng bào vùng lũ Quảng Bình với tổng trị giá các xuất quà và tiền mặt là gần 2,5 tỷ đồng. Trong thời gian sắp tới thì với những cái sự cam kết và cái nguồn hỗ trợ được từ các tổ chức trong nước và quốc tế và trong phong trào Chữ Thập Đỏ trong nước và quốc tế thì chúng tôi có thể tiếp tục hỗ trợ tiếp cho Quảng Bình khoảng 2 tỷ nữa và chúng tôi hy vọng rằng con số này có thể cao hơn trong thời gian tới. Và cái điều chúng tôi quan trọng ở đây đó là chúng tôi đang chỉ đạo các ban ngành của Trung ương hội cũng như là Hội Chữ Thập Đỏ của tỉnh Quảng Bình và các tỉnh trong khu vực sớm tổ chức đánh giá rõ cái mức độ thiệt hại và nhu cầu của người dân địa phương để có một kế hoạch sát thực nhất để có thể tiếp tục kêu gọi các tổ chức và cá nhân chúng ta tiếp tục hỗ trợ tập trung vào các nội dung như là khôi phục nhà ở, phục hồi sinh kế như là cây giống, con giống, nước sạch vệ sinh và để sớm ổn định cuộc sống cho bà con nhân dân. Để kịp thời khắc phục khó khăn do mưa lũ xảy ra trên địa bàn, đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn cũng đã trực tiếp về các địa phương 10 xã vùng Nam để hỗ trợ bà con nhân dân khắc phục khó khăn. Huyện Quảng Trạch tiếp nhận gần 2 tỷ đồng từ 30 đoàn cứu trợ. Nhiều địa phương trên địa bàn huyện Tuyên Hóa cũng đã tiếp nhận nhiều phần quà cứu trợ từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh để kịp thời động viên tinh thần bà con sau mưa lũ. Để góp phần chung tay góp sức, chia sẻ với những khó khăn mất mát của bà con nhân dân vùng lũ, trong những ngày qua, các tổ chức, cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động cứu trợ thiện nguyện. Các đơn vị tổ chức gồm Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Bình, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Bình cũng đã kết nối với các tổ chức cá nhân, mạnh thường quân trao tặng hàng nghìn phần quà với các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh để hỗ trợ người dân ở các địa phương chịu thiệt hại nặng do thiên tai lũ lụt. Đồng thời trực tiếp thăm hỏi động viên hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện truyền thống lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái của người dân Việt Nam. Quỹ cơ quan tổ chức doanh nghiệp như hảo tâm ủng hộ cứu trợ người dân tỉnh Quảng Bình bị ảnh hưởng do lũ lụt. Xin vui lòng chuyển về. Ban cứu trợ tỉnh Quảng Bình, số tài khoản 3761-09016-364 91099, mã DVQHNS 9016364, tài kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Bình, tài khoản cứu trợ tại ngân hàng, tài khoản nhận ngoại tệ, tên tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, mã số ngân hàng BFTVVNVX, số tài khoản 0311-370-68-2261. Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Bình hoặc trực tiếp tại địa chỉ 35 Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Thông tin chi tiết liên hệ, ông Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, điện thoại 0232 384 0678, di động 0918 736 689. Ông Phạm Văn Đồng, trưởng ban phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, điện thoại 0232 382-4541, di động 0983-684-865. Ông Nguyễn Xuân Toàn, Chánh Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, điện thoại 0232-384-1827, di động 0913-069-903. Ông Trần Duy Hưng, Phó trưởng Ban phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, điện thoại 0232
382-4541, di động 0918-666-887. Ông Trần Khắc Định, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, điện thoại 0232-384-1827, di động 0911-366-818. Trường hợp cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn ủng hộ trực tiếp đến tay người dân thì liên hệ với các đầu mối trên để được hướng dẫn hỗ trợ. Thưa quý vị và các bạn, sau khi nhận được thông tin, một số đoàn cứu trợ bị các chủ đầu hoạt động tự do yêu cầu phải trả số tiền hàng triệu đồng cho mỗi chuyến chở hàng cứu trợ để người dân vùng lũ. Chính quyền huyện Lệ Thủy đã nhanh chóng vào cuộc để xác minh sự việc và chấn chỉnh hành động nêu trên. Theo đó, chính quyền huyện Lệ Thủy đã yêu cầu một số chủ đò hoạt động tự do không được thu tiền của các đoàn cứu trợ dưới mọi hình thức. Đồng thời khuyến cáo các đoàn cứu trợ khi đến huyện Lệ Thủy thì cần liên lạc với ban cứu trợ huyện để được hướng dẫn, tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ đến các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ một cách kịp thời và hiệu quả nhất. Thưa quý vị và các bạn, trong khi chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng cùng người dân Quảng Bình đang chung sức cứu trợ người dân vùng lũ, thì trên một số trang mạng xã hội đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương, cũng như tạo dư luận không tốt đối với các nhà hảo tâm và người dân. Những ngày qua, trên một số trang mạng xã hội đã đăng tải nhiều thông tin thiếu kiểm chứng, sai sự thật về việc xả đập vỡ đê, siêu bão, người thiệt mạng do lũ lụt, hay không tạo điều kiện cho các đoàn cứu trợ. Mới đây, ngày 21 tháng 10 năm 2020, trang đưa tin 24 giờ đăng bài Quảng Bình, đoàn cứu trợ ra khỏi nhà dân, chính quyền thôn đến thu lại tiền hỗ trợ. Nội dung được sao chép trên báo Người Lao Động đăng vào năm 2016 và ghép thêm ảnh đợt lũ lụt năm 2020. Cùng với đó, nhiều tài khoản Facebook đã chia sẻ lại bài viết của báo Người Lao Động đăng năm 2016, dễ gây hiểu nhầm. Các tổ chức cá nhân đăng thông tin sai sự thật này đã được Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh yêu cầu gỡ bài, đính chính, đăng tin xin lỗi. Trang đưa tin 24 giờ đã đưa một cái thông tin hết sức là thất thiệt. Đó là của một cái bài báo Người Lao Động là đã đăng từ năm 2016. Đấy thì đưa lại làm rất là ảnh hưởng từ quan tâm của các cấp ủy đảng chính quyền và của người dân trong cái phòng chống lũ. Chúng tôi đã phối hợp với các sở ban ngành, đấy, với công an, với ban tuyên giáo đã nhanh chóng đã vào cuộc báo cáo Bộ Thông tin Truyền thông để xử lý. Ngày 22 tháng 10, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các chủ tài khoản Facebook đăng tin sai sự thật đến trụ sở để làm việc, xử phạt theo quy định. Chúng tôi đã tăng cường cái công tác theo dõi nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện và yêu cầu các cái trang này là gỡ bỏ các cái thông tin sai trái và sẽ xem xét và xử lý theo cái quy định. Trước những nguồn tin sai sự thật đang lan tràn trên mạng xã hội, người dân phải chủ động lựa chọn tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, tránh gây hoang mang, tạo dựng niềm tin, động viên người dân đoàn kết, tin tưởng vào sự hỗ trợ của chính quyền, các cơ quan chức năng để vượt lên khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 22 tháng 10 năm 2020, tại nhà thi đấu đa năng thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị cùng với thân nhân các liệt sĩ đã tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu và tiễn đưa 22 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ ngày 18 tháng 10 năm 2020 về nơi an nghỉ cuối cùng. Dự lễ có đồng chí Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lương Cương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và các bộ ban ngành trung ương, địa phương. Trong giờ phút tiễn đưa cả đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương và toàn thể cán bộ chiến sĩ xin được chia sẻ nỗi mất mát không thể bù đắp đến gia đình các đồng chí đã hy sinh. Mong thân nhân gia đình các đồng chí nén đau thương mất mát để tiếp tục vươn lên, xứng đáng với sự hy sinh của các liệt sĩ. Vĩnh biệt, cầu mong các đồng chí hãy yên lòng an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng trong lòng đất mẹ. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 10 năm 2020, vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Hưởng Phùng, huyện Hưởng Hòa, tỉnh Quảng Trị đã khiến cho 22 chiến sĩ tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337
quân khu 4 bị vùi lấp, trong đó có 2 chiến sĩ quê ở Quảng Bình. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình kính thông báo thời gian, địa điểm tổ chức lễ viếng, lễ an táng các liệt sĩ như sau. Lễ viếng, lễ truy điệu tại tỉnh Quảng Trị, lễ viếng từ 7 giờ đến 11 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2020. Lễ truy điệu và di quan bắt đầu từ 11 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2020. Địa điểm: Nhà thi đấu Đa năng, tỉnh Quảng Trị. Lễ viếng an táng tại tỉnh Quảng Bình. Liệt sĩ Lê Hải Đức, lễ viếng tại gia đình, thời gian bắt đầu từ 16 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2020 đến 11 giờ 30 phút ngày 23 tháng 10 năm 2020. Địa điểm tại nhà riêng số 128 đường Lý Thành Tông, thôn 2 Lộc Đài, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới. Lễ di quan và an táng, thời gian từ 13 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2020. Địa điểm tại nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc. Liệt sĩ Phạm Văn Thái, lễ viếng tại gia đình, thời gian bắt đầu từ 16 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2020 đến 11 giờ 30 phút ngày 23 tháng 10 năm 2020. Địa điểm tại nhà riêng, ngõ 50, đường Đồng Hải, tổ dân phố 4, phường Hải Thanh, thành phố Đồng Hới. Lễ di quan và an táng, thời gian từ 13 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2020. Địa điểm tại nghĩa trang thôn Cửa Phủ, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình trân trọng cảnh báo để các cơ quan đơn vị tổ chức biết và chia buồn. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 22 ngày 23 tháng 10, khu vực thị trấn Đồng Lê, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào, trời rét, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, độ ẩm 75 đến 96%. Khu vực thị trấn Quy Đạt, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, độ ẩm 77 đến 95%. Khu vực thị xã Ba Đồn, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm 65 đến 88%. Khu vực thị trấn Phong Nha, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào, trời rét, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, độ ẩm 76 đến 94%. Khu vực thị trấn Hoan Lão, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm 64 đến 88%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm 63 đến 88%. Khu vực thị trấn Quán Hầu, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm 63 đến 88%. Khu vực thị trấn Kiến Giang, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm 65 đến 89%. Dự báo thời tiết biển, có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động mạnh. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 10, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, độ ẩm từ 75 đến 95%. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.